Thưa quý vị, ngày 16 tháng 4, Thái Lan ghi nhận số ca tử vong theo ngày do COVID-19 cao kỷ lục trong năm. Các chuyên gia cảnh báo Thái Lan sẽ chứng kiến những thay đổi đáng kể về số ca bệnh nặng và tử vong do COVID-19 trong tuần tới. Theo Trung tâm Thông tin COVID-19 của Thái Lan, số ca tử vong hàng ngày do COVID-19 đã tăng lên 125 ca, từ con số 119 ca trong ngày 15 tháng 4, là mức cao kỷ lục được ghi nhận trong năm nay. Số ca nhiễm COVID-19 mới trong 24 giờ tại Thái Lan là gần 19.000 ca. Số ca tử vong do COVID-19 từ đầu năm là hơn 5.000 người, bao gồm 125 trường hợp của ngày 16 tháng 4, chiếm 0,28% trong tổng số ca bệnh. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nitipas Jayarakun, người đứng đầu Bộ phận Bệnh hô hấp và Lao phổi của Khoa Y tại Đại học Mahidol, các ca tử vong và bệnh nặng do COVID-19 vẫn duy trì ổn định trong kỳ nghỉ lễ Tết cổ truyền Songkran. Tuy nhiên, ông cảnh báo Thái Lan có thể ghi nhận sự thay đổi đáng kể về số ca bệnh nặng và tử vong vào tuần tới. Các quan chức y tế cấp cao Thái Lan dự đoán các ca nhiễm mới có thể tăng lên từ 50.000 đến 100.000 ca một ngày sau kỳ nghỉ lễ Songkran, với khả năng gia tăng những ca bệnh nặng nếu người dân buông lỏng công tác phòng chống dịch bệnh.